Trước mặt quý vị và các bạn là con suối chảy qua bản Bước, xã Chiền Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Dòng suối trong lành này có rất nhiều các loài cá, trong đó có loài cá thần với ba màu sặc sỡ, xanh, đen và vàng. Có con cá đạt trọng lượng 4-5 kg. Ngoài ra còn có rất nhiều loài cá suối lạ với đủ các màu sắc sặc sỡ. Được biết các loài cá này rất khôn, không xuôi dòng nước mà cứ ở lại đây. Bà con nơi đây cho chúng ăn cám và ngô, đặc biệt cá rất thích ăn mì tôm và bánh mì. Được biết, bà con người Thái đã ra hương ước nếu ai bắt cá mà bị phát hiện thì phải nộp phạt 1,5 tạ thóc mang về làm thức ăn cho cá. Lần thứ hai phát hiện sẽ tăng lên 2 tạ thóc. Theo người dân, từ khi có quy định này, chưa người nào vi phạm thì ai cũng rất mong muốn bảo tồn suối cá này như niềm tự hào của làng. Vụ việc xảy ra tại công trình xây dựng bể chứa nước thải của công ty Lutai Trung Quốc thuộc khu công nghiệp Phước Đông, Bời Lời, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn C, 32 tuổi và anh Nguyễn Văn N, 30 tuổi cùng ngụ Phú Thuận, Phú Hội, An Giang, An Phú, tỉnh Kiên Giang. Vào sáng 22 tháng 8, một chiếc xe chuyên dụng đổ bê tông bị kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh của công ty Tiến Thịnh đến đổ bê tông tại công trình. Trong lúc vận hành máy cho cầu hút bê tông, anh Nguyễn Văn N cầm đầm lót bê tông xuống hố, anh C cầm vòi nhựa đổ bê tông. Khi đổ được khoảng 1 mét khối bê tông thì bất ngờ xe bị lún, nghiêng làm cần bơm bê tông đập vào đầu anh C và anh N, cả hai chấn thương sọ não và tử vong. Hiện vụ việc đang được công an huyện Gò Dầu thụ lý điều tra làm rõ. Vụ cháy xảy ra tại câu lạc bộ bia có tên Expression nằm trên con đường Nguyễn Chí Thanh, sầm uất nhất thành phố Đà Lạt. Đây là quán bia chưa đi vào hoạt động và có kết cấu xây dựng chắc chắn, nhất là ở mặt ngoài. Xung quanh có rất nhiều nhà hàng và nhà dân vây kín. Vì vậy, khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã điều 10 lượt xe chuyên dụng đến hiện trường, trong đó có 2 xe thang. Lực lượng chữa cháy đã phá tường kính phía trước để đưa vòi xịt nước vào phía trong. Đến 8 giờ cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ nội thất trong quán bia, trong đó có dàn âm thanh hiện đại trị giá nhiều tỷ đồng, đã bị hư hỏng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ. Hình ảnh cho thấy em nhỏ đang chơi xe điện cân bằng trong nhà thì bất ngờ xe bốc khói và phát nổ. Rất may em và một em nhỏ khác đã kịp bỏ chạy nên không xảy ra thương vong. Còn đây là hình ảnh khác cũng vừa xảy ra cách đây chỉ khoảng nửa tháng. Khi chiếc xe điện cân bằng đang sạc ắc quy thì phát nổ, bùng cháy dữ dội. Người đàn ông cũng may mắn thoát nạn trong hải hùng. Sáng nay ngày 24 tháng 8, hàng trăm người cùng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn giao với đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã vô cùng bức xúc vì tuyến đường tắc nghẽn do một công trình chiếm gần hết lòng đường và tổ chức thi công trong giờ cấm. Đặc biệt do khu vực trên có nhiều trường học nên phụ huynh khi đưa con đến trường phải liều mạng chui dưới cần cẩu hoặc leo lên lề đường để kịp giờ học của con. Hơn thế, tất cả xe ô tô và xe tải khi lưu thông đến khu vực này đều bị yêu cầu quay đầu nên đã tạo nên vụ ùn tắc kéo dài. Công trình thi công trên thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước cấp 2 thuộc khu vực 6, gói thầu XY03, dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do công ty cổ phần Lạc An thi công. Theo giấy phép thi công do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp thì đơn vị này chỉ được phép thi công trong thời gian từ 20 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau và được duy trì rào chắn vào ban ngày tại hai mũi thi công với kích thước từ 3 mét. Trong trường hợp nguy cơ và xảy ra ùn tắc giao thông, chủ đầu tư phải điều chỉnh thời gian thi công. Này khoan đã nàng ơi, không kịp rồi, phải bình tĩnh sống chứ nàng. Hình ảnh thiếu nữ quá háo hức nên bước xuống định đứng trên lá sen thì gặp phải cảnh dở khóc dở cười như thế này. Thì ra muốn đứng trên lá sen selfie ảnh đẹp phải có một cái mâm hoặc là một miếng lót cứng chứ lá sen mềm như thế mà nàng bước lên kiểu này thì làm sao mà chịu nổi. Rút kinh nghiệm nàng ơi. Khoảng 3 giờ sáng qua, trong lúc tuần tra trên nhiều đoạn đường qua địa bàn phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, các hiệp sĩ tổ tuần tra đêm câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa phát hiện hai đối tượng đang chở một bao to nhiều nghi vấn. Tổ tuần tra liền áp sát và kiểm tra bao tải thì phát hiện có 3 con chó đã bị thuốc chết. Tiếp tục kiểm tra xe đối tượng, phát hiện thêm 2 bịch nước nhỏ được hai đối tượng khai là thuốc để tẩm lên thức ăn, quăng cho chó ăn rồi thu xác bán lấy tiền tiêu xài. Hiện hai đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao về công an phường Phú Lợi tiếp tục điều tra xử lý. Trong một diễn biến khác, cũng vào rạng sáng qua, đội câu lạc bộ phòng chống tội phạm huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đi tuần tra phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy vác theo bao tải to nghi trộm chó liền áp sát thì bị chúng dùng ớt bột và súng điện chống trả rồi tẩu thoát. Hiệp sĩ Lâm Hồng Hạng, 36 tuổi bị trúng súng điện té ngã đa chấn thương, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Hiện công an huyện Long Thành đang điều tra truy bắt băng trộm chó manh động này. Khi nước lũ dâng cao suốt gần 3 tháng, khắp nơi ngập trong một màu nước đục.
không có cỏ cho trâu ăn. Thông thường người dân sẽ lùa trâu đến những cánh đồng gò cao vừa mới thu hoạch lúa để trâu ăn no cỏ. Sau đó lùa trâu len lỏi đến các cánh đồng khác xa hơn để trâu tìm thức ăn. Cứ thế cho đến hết mùa nước nổi mới về nhà, cột lại và cho ăn rơm khô. Do số lượng trâu không còn nhiều như những năm trước, nên mùa len trâu năm nay không còn cảnh hàng ngàn con trâu từ khắp nơi được lùa về, mà chỉ còn khoảng hơn 100 con trâu của các chủ trâu địa phương được lùa về tập trung trên một cánh đồng ở huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Len trâu đã từng là một nghề khá phổ biến ở vùng quê miền Tây, nhưng hiện nay còn lại khá ít. Dù số lượng trâu ngày một giảm dần, nhưng mùa len trâu vẫn còn đâu đó trên mảnh đất quê hương sông nước này. Đây là cây môn Thái. Nhìn vẻ bề ngoài, loại môn này không khác gì các loại môn bình thường với thân cây mềm, xanh tốt. Điều đặc biệt là giống môn này dễ trồng, lại nhẹ công chăm sóc. Với đặc tính chiều nước, giống môn này có thể trồng cặp theo mé mương hay bờ kênh và phát triển rất tốt. Cách đây 2 năm, tận dụng diện tích 2 công đất trồng lúa, tương đương 2.000m2, anh Phạm Thanh Thoại đã chuyển sang trồng môn lấy ngó. Trước đây mỗi năm làm lúa 3 vụ, nếu lúa trúng mùa và được giá, gia đình anh chỉ thu về được 6 triệu đồng. Đến khi có người quen ở Sóc Trăng cho giống môn này và hướng dẫn cách trồng, anh đã mạnh dạn trồng thử nghiệm và đạt được hiệu quả kinh tế bất ngờ. Trước kia thì làm ruộng thì nó cái lợi nhuận nó thấp quá, thì mình nông dân mà thì làm thì cứ là ăn trước thì trả sau không à. Và từ hồi thì chuyển qua cái mô hình này thấy kinh tế gia đình thấy nó ổn định lắm, nhàn lắm, nó khỏe hơn lúa nhiều. Cái khâu như mình chăm sóc đó thì trong vòng một tháng đầu thì nó có cỏ nhỏ nhỏ thôi, còn nếu mà đất mình làm chủ được cái nước đó, nói chung là chẳng có cỏ, nói chung nó cũng khỏe. Anh Thoại cho biết trong môn lấy ngó không tốn nhiều chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật mà lại rất nhẹ công chăm sóc, giống có thể tự ươm và nhân giống. Sau hơn 2 tháng xuống giống, cây môn cho thu hoạch lứa ngó đầu tiên. Từ đó cứ cách 7 ngày hái ngó một lần. Theo ước tính mỗi một công 1.000m2, mỗi lần hái sẽ được khoảng 200-250kg với giá bán bình quân 12.000-15.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng anh bỏ túi khoảng 12-13 triệu đồng. Cái chi phí thì nó bằng lúa thôi. Nó bằng tính, mình tính thì bằng lúa. Mà cái lợi nhuận của nó mình cao hơn cái là một tuần mình thu hoạch á, thì một công môn á, thì khoảng được 3 triệu ngoài, 3 triệu rưỡi. Thì mình chi phí ra thì hết khoảng 200 ngoài thôi. Coi như là cái phần đấy là phần mình lời rồi, cái thu nhập của mình rồi, thu nhập phần lời của mình rồi. Rồi tính so ra thì cái lợi nhuận nó thì một công môn này nếu mà mình chăm sóc mà đúng của nó thì một công môn thì tính ra chắc phải 30 công lúa. Môn lấy ngó có thể trồng quanh năm, vào mùa nắng cứ khoảng 10-15 ngày bơm nước lên ruộng một lần, mùa mưa không cần bơm nước. Đặc biệt nếu trồng và chăm sóc tốt, môn lấy ngó có thể cho thu hoạch từ 12-15 tháng. Hiện nay, đầu ra của ngó môn khá ổn định. Hàng tuần sau khi nông dân thu hoạch, các thương lái sẽ đến thu mua và vận chuyển về chợ đầu mối. Trồng môn lấy ngó quả thật lấy công làm lời. Giờ đây hàng tuần, bà con rủng rỉnh bỏ túi bạc triệu, lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Bia rượu là chất kích thích có tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương, làm cho người sử dụng không làm chủ được những hành vi, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là sự việc diễn ra vào khuya ngày 25 tháng 5. Đối tượng Nguyễn Văn Điền, sinh ngày 14 tháng 12 năm 2000, thường trú ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, và Phan Quốc Bảo cùng hai người bạn có tổ chức tiệc nhậu. Trong lúc nhậu, giữa Điền và Bảo xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, do sẵn hơi men trong người và chưa nguôi giận, nên đối tượng Điền liền đến nhà người quen để mượn một con dao để gọt trái cây, sau đó quay lại phòng trọ và đâm nhiều nhát vào người Bảo, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó vài tuần, cũng tại một địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long, Bùi Thanh Quang, sinh năm 1993, trú tại khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa cùng Cao Văn Vũ và một số người bạn nhậu tại nhà Võ Minh Sang, trú tại khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong tiệc nhậu xảy ra mâu thuẫn giữa Quang với Trường, em trai Vũ, nhưng được mọi người can ngăn, sau đó cả nhóm ra về. Sợ bị Quang chặn đường đánh nên Vũ, Trường được Sang đưa về. Trước khi ra về, Vũ lấy một con dao trong nhà Sang giấu trong người. Khi đến cầu chợ ngã ba thuộc khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, thì Sang, Vũ và Trường tiếp tục bị nhóm của Quang chặn đường đánh. Trong lúc xô xát, Vũ lấy con dao thủ sẵn trong người đâm vào vùng ngực của Quang, khiến Quang tử vong sau đó. Hàng năm, các vụ án mạng xảy ra do tác động của bia rượu rất nhiều, đặc biệt là các đối tượng là nam giới
từ 18 đến 50 tuổi. Xuất phát từ những mâu thuẫn hoặc do những bức xúc nghi ngờ trước đó, kết hợp với những câu nói trên bàn nhậu, khi có kích thích từ bia rượu dẫn đến không làm chủ được bản thân. Đối tượng gây án mà không ý thức được việc đã làm, đến khi tỉnh dậy hối hận thì đã muộn màng. Tức là người nào do rượu mất năng lực hành vi hoặc là không điều khiển được hành vi của mình mà phạm tội thì vẫn bị truy cứu hình sự thôi, như tất cả mọi người, chứ không phải là do rượu rồi sẽ giảm bớt cái hình phạt hay là không phạm tội, không phải như vậy. Do rượu rõ ràng là do rượu đó, hành vi đó do rượu đó, nhưng mà vẫn bị truy cứu hình sự bình thường. Đấy. Còn tôi nói mức độ hành vi, cái mức độ của nó như thế này nè. Cái hành vi, cái người mà say rượu có thể là gây thương tích cho người khác. Nếu mà gây thương tích cho người khác thì có thể, thì từ một năm đó lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Mà tội yêu cố ý gây thương tích nếu trường mà dẫn đến hậu quả là hai người chết thì mức phạt tù nó thể chung thân. Đấy. Còn nếu trường hợp mà giết người, từ cái việc uống rượu mà giết người, mà từ hai người trở lên, giết hai người trở lên, thì theo điều 123 của Bộ luật Hình sự 2015 là hình phạt tử hình. Đáng lo ngại và đau lòng hơn, không chỉ gây án giữa bạn nhậu với nhau, ngày càng nhiều sự việc kinh hoàng xảy ra giữa chính những người thân ruột thịt trong gia đình, mà nguyên nhân phần lớn cũng do mất kiềm chế sau khi say rượu. Nhiều người dân tại xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh còn chưa quên sự việc xảy ra vào tháng 3 năm 2018. Nạn nhân Lê Hoàng Kiếm, 30 tuổi, ngụ tại ấp Kinh Xuôi, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cùng anh ruột là Lê Văn Nhẹ, 52 tuổi, uống rượu cùng với mẹ ruột tại nhà. Trong lúc uống rượu, giữa Nhẹ và Kiếm xảy ra mâu thuẫn, nên Kiếm đuổi đánh và dùng nã thun bắn Nhẹ. Khi đuổi đánh Nhẹ cách nhà khoảng 30m, thì Kiếm bị Nhẹ quật ngã, lôi xuống mé kênh trước cửa nhà và dùng tay bóp cổ dìm xuống nước. Khi mọi người phát hiện và can ngăn, thì Kiếm đã tử vong. Không chỉ gây ra nhiều vụ án mạng trong lúc say rượu, nhiều người còn có thói quen uống rượu thường xuyên dẫn đến tình trạng nghiện rượu nặng, thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh, gây ra nhiều sự việc không tưởng. Tại huyện miền núi vùng cao Yên Bình như thôn E Sinh 1, xã Cư Ni, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk cũng vừa xảy ra một vụ án gây hoang mang dư luận khi người chồng vì nghiện rượu mà nhẫn tâm giết chết người vợ của mình. Trước đó, trong thời gian sinh sống với nhau, đối tượng Giang Văn Mạnh thường xuyên uống rượu, dẫn đến có biểu hiện bị bệnh rối loạn tâm thần. Sau hai lần được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk, Mạnh xuất viện và được đưa về nhà điều trị ngoại trú. Lần đó, trong lúc đang ở nhà cùng vợ là chị Khuyên, thì Mạnh có hỏi một câu rất khó nghe nên chị Khuyên không trả lời. Thế vậy thì Mạnh tức giận, lấy một cây búa đánh khiến vợ mình gục tại chỗ. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Tần, mẹ ruột của Mạnh, phát hiện hô hào mọi người đưa con dâu đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên chị Khuyên đã tử vong trên đường tới bệnh viện, để lại cháu nhỏ cho bà Tần chăm nuôi. 2 năm trở về đây thôi, là dây dày rượu nhiều thôi, toàn chửi vợ với chửi bà thôi, rồi là nó mới sinh ra thế thôi. Là tâm thần thì đưa cho đi viện 2 lần rồi. Năm vừa rồi đưa đi thì viện tâm thần họ không nhận nữa, họ bảo là tâm thần rượu. Thằng này nó cứ khi nào nó thèm rượu thì nó đi mua. Trên đây chỉ là một vài dẫn chứng trong rất nhiều vụ án mạng đã xảy ra do lạm dụng uống rượu bia trên khắp địa bàn các tỉnh trên cả nước. Còn hàng loạt câu chuyện buồn khác cũng đã xảy ra do bị ma men quấy hại. Tan nhà, nát cửa, sức khỏe suy yếu, cái tác hại của rượu bia thì đã quá rõ ràng. Nhưng đối với nhiều người, rượu vẫn là một điều không thể nào bỏ được. Rượu thì tự nhiên mình không bao giờ bỏ được. Mình suốt ngày uống rượu. Một ngày uống hết một lít rượu cũng có nhiều ạ, có nhiều người uống ạ. Ở nhiều thôi không đi làm được, uống rượu là không đi làm được. Mấy đứa con, rồi các bà con đi làm thôi. Cũng chính vì những quan điểm trên mà việc hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của bia rượu gây ra là một bài toán khó giải quyết và càng đáng báo động hơn khi tỷ lệ sử dụng bia rượu lại ngày càng có xu hướng gia tăng đột biến. Cấp chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền để cho người dân thấy được cái hậu quả của việc sử dụng rượu bia trong việc sử dụng quá chén là gây ảnh hưởng đến xã hội. Cái thứ hai nữa là nêu cao vai trò của các cái cán bộ đảng viên trong công tác tuyên truyền cũng như là tại gia đình, tại cộng đồng để phát huy được cái nguồn lực của cán bộ tại cơ sở. Việc giảm thiểu hệ lụy xấu do bia rượu không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà hơn hết là ở ý thức của chính người dân, những người thường xuyên uống bia rượu
hãy tự biết kiềm chế để ly trà chén rượu là một nét văn hóa đẹp, đừng đánh mất chính mình mà thực hiện những hành vi trái pháp luật và thuần phong mỹ tục. Theo đó, do áp lực nước lũ bên ngoài cao hơn rất nhiều so với bên trong, cùng với đó là dòng nước chảy rất mạnh nên đã làm vỡ một đoạn đê dài gần 10 mét. Ngoài ảnh hưởng việc đi lại của người dân, dòng nước chảy mạnh và bất ngờ cũng đã làm sập hoàn toàn một gốc lưới bao quanh để bảo vệ ao nuôi cá của một hộ dân gần đó, thiệt hại gần như hoàn toàn, ước tính gần 400 triệu đồng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, điều động lực lượng để hỗ trợ giúp người dân gia cố lại ao hầm.